tập rồi sân này chưa? Sân cầu lông số cho đây đấu tổng 85. Đây là trận tứ kết 4 của đôi nam vô địch đôi Bảo Huyền và Bắc và đôi Tuấn Thọ và Ngọc Thủy. Ba đôi không có một số bóng. Đây là bài về bàn thứ nhất của Bảo. Còn các bạn thì cần đâu. Thank you.
9, 15. Rất là cách biệt là địa bàn. Quẩy lên hết công an. Lần lần cho đi. Khó chú ạ, nó tay nó ngon lắm. Tay nó ngon. Đúng rồi, trước đầu em không giò. Ai ở không giò. Thank you.
tây nào. Thank you.
bẩn nhỉ. Đúng không? Đúng không? Alo. Bạn của tôi xin thông báo kết quả. Cầu lông nội dung đôi nữ trẻ đồng vận động viên giải nhất thuộc về đôi vận động viên Nguyên Dung của Kim Bôi thi đấu 3 trận ở tập 3. Giải nhì thuộc về đôi vận động viên Lâm Quỳnh của Nguyễn Quỳnh thi đấu 2 trận 3 trận tháng 2 thua 1 tổng 5 điểm. Và giải ba thuộc về đôi vận động viên Hải Anh của thành phố Hòa Bình thi đấu 3 trận tháng 2 đôi thắng 1 thua 1 tổng 4 điểm. Oh!
6. Cố lên. Thank you.
không có. Cực quả không đến gì. Thank you.
nó đi thế nào.